thì chúng ta đã gặp nó ở cái module nào rồi nhỉ? Bạn nào nhớ không? Bạn nào còn nhớ chúng ta xem cái tiêu bản ra ở đâu rồi không? Không nhớ rồi đúng không? Nhìn trên đây, đây là một cái tiêu bản da. Tiêu bản da thì để mà thấy rõ được ở cái lớp biểu bì thì các cô cắt da ở vùng gót chân là cái nơi thường xuyên tiếp xúc với tác nhân cơ học hay là thường xuyên trà sát, thì cái lớp này nó rất là dày. Và từ ngoài vào trong chúng ta sẽ nhìn thấy được là cái lớp trên cùng đầm màu này, thì đây được gọi là lớp biểu bì của da. Dưới lớp biểu bì của da thì cái vùng bên dưới này, kể cả những cái vùng mà nó đội lớp biểu bì lên lẫn cái vùng này, thì cái vùng này được gọi là lớp chân bì. Và xuống dưới cùng chúng ta sẽ thấy được những hình ảnh lỗ chỗ như tổ ong như thế này. Thì đây chính là các tế bào mỡ nó kết lại tạo thành các cái kiểu thứ mỡ. Thì đây được gọi là lớp hạ bì, lớp biểu bì, lớp chân bì và lớp hạ bì. Thế thì lớp bì này, biểu bì này chúng ta đã học ở mô đại cương, và chúng ta đã xem ở bài thực hành đầu tiên, đó là biểu mô lớp tầng sừng hóa. Thì chúng ta thấy rằng đây, lớp biểu bì này chính là biểu mô lớp tầng sừng hóa, và theo cái tài liệu cũ thì chia ra làm 5 lớp, nhưng theo tài liệu mới thì nó chỉ chia ra làm 4 lớp thôi. Và chỉ ở lớp nào chúng ta phải phân biệt được lớp đó. Lớp dưới cùng này được gọi là lớp đáy, hay có tên gọi khác là lớp sinh sản. Trên cái lớp đáy là cái lớp này được gọi là lớp sợi, là lớp mang piki. Lớp thứ ba là các tế bào hình thoi đầm màu, thì đây được gọi là lớp tế bào hạt. Và ở trên cùng này các cái lá sừng dán sát vào nhau và khi nó bong ra, thì ba cái lớp này được gọi là lớp biểu bì. Trên cùng này chính là lớp sừng, lớp đáy đây, lớp sợi đây, lớp hạt này, và trên cùng là lớp sừng. Ba cái lớp, bốn cái lớp này đó là lớp biểu bì, và nó thuộc nếu mà hỏi mô thì đó là biểu mô phủ. Dưới lớp biểu bì thì cái vùng bên dưới này được gọi là lớp chân bì. Thì lớp chân bì có những cái vùng bằng phẳng như vùng bên dưới, có những vùng nó đội lớp biểu bì lên hay là biểu mô lên, thì những vần mà đội lên như này thì được gọi là lớp nhú chân bì. Còn cái vùng bằng phẳng ở phía dưới này được gọi là lớp lưới chân bì. Ở bình thường ở trong lớp lưới chân bì này nó có các thành phần phụ thuộc của da như là lông, như là các cái tuyến. Tuy nhiên thì da cắt ở vùng gót chân thì chúng ta sẽ không có những sợi lông. Thì cái vùng này được ở lớp nhú chân bì, vùng này là lớp lưới chân bì. Ở cái vùng gót chân thì có thể thấy được các cái tuyến như là tuyến mồ hôi thôi. Còn dưới cùng này thì lấy những hình ảnh lỗ chỗ như này thì đây chính là các tuyến bã. À xin lỗi, là các cái lớp hạ bì, là các tiểu thủy mỡ. Lớp hạ bì và lớp chân bì thì chính là mô liên kết. Và sang cái tiêu bản tiếp theo đó là tiêu bản phụ thuộc da. Thế thì tiêu bản phụ thuộc da này thì cắt ở những cái vùng mà không phải là vùng gót chân, chúng ta sẽ thấy rõ được các thành phần phụ thuộc của da, trong đó có lớp biểu bì. Và lớp chân bì thường cùng có như là những sợi lông, những tuyến bã, tuyến mồ hôi. Thì chúng ta thấy đây, từ trên xuống chúng ta cũng nhìn thấy cái lớp đậm màu này. Và lớp này được gọi là lớp biểu bì. Lớp biểu bì này sẽ chia ra làm các lớp. Dưới cùng này được gọi là lớp đáy. Trên lớp đáy một lớp khá dày này được gọi là lớp sọ. Và trên lớp sọ các tế bào dệt, nó dệt lại. Thì lớp này là lớp tế bào dệt, và trên cùng đó chính là lớp sừng. Xin lỗi, lớp hạt và rồi đến lớp sừng. Cả bốn lớp này nếu hỏi mô thì đó là biểu mô phủ. Rồi đến cái lớp chân bì này, thì chân bì ở các thành phần phụ thuộc của da thì chúng ta sẽ thấy được các cái cấu trúc. Cái cấu trúc đầu tiên đó chính là lông,
Thì chúng ta thấy rằng là trên trên da của chúng ta nhìn thấy những sợi lông màu đen nổi lên trên mặt, thì đấy chính là lông chính thức. Khi chúng ta nhổ những sợi lông thì chúng ta thấy có mùi bao trắng bao bọc của sợi lông đấy, thì người ta gọi là nang lông. Cái phần đó nó nằm ở trong da, thì khi cắt ở trong da, ở lớp chân bì chúng ta sẽ thấy được các cấu trúc như này. Thì đây là lông. Lông thì gồm có cái chất màu nâu ở bên trong thì là lông chính thức, còn cái phần áo bao màu hồng này được gọi là nang lông. Ví dụ như cái cấu trúc này thì chính là lông chính thức, hay còn gọi là phỉ lông, thì nó bị bong đi rồi, nó chỉ có mỗi bên này còn thôi, thì nó nhìn thấy nó sáng, bình thường nó phải nâu như này. Thế còn bao bọc bên ngoài chính là gì? Nang lông. Thì đây, như đây cũng là muối nang lông bên cạnh, hoặc là đây cũng vậy, và cái lông chính thức ở bên trong này hay là tủy lông này nó bong ra rồi. Thế bên cạnh của những sợi lông này chúng ta sẽ thấy được cấu trúc lồi da hình túi sáng màu. Ví dụ bên đây cấu trúc lồi da hình túi sáng màu như này, thì đây là gọi là tuyến bã, là cái tuyến gì, là cái tuyến của túi, nó là chứa cái chất bã. Chất bã này cứ lớn dần lên, khi đủ lớn thì nó sẽ vỡ ra, đóng vào trong cái đổ vào chân của những sợi lông để làm mềm cho da. Thì đây là tuyến bã. Bên cạnh tuyến bã chúng ta sẽ thấy được cơ giải, cơ màu hồng với kích thước khác nhau, ví dụ nhỏ này, ví dụ lớn này. Thì cái cơ này đó chính là cái sợi cơ trơn, được gọi là cơ dựng lông, vì nó có chức năng bám vào bao ngoài của bám vào bao ngoài của những cái sợi lông. Cho nên là khi cái sợi này nó co thắt thì làm cho đẩy lồi cái chân lông lên, và hay có hiện tượng nổi da gà hay sởn đấy, chính là cái sự co thắt của cơ dựng lông. Ngoài ra chúng ta có thể thấy được các cái tuyến ngoằn ngoèo cong queo đậm màu với kích thước nhỏ đây. Ví dụ như tuyến như này, cắt ngang hoặc cắt bát, đây là những sợi lông, đây là các tuyến. Thì các tuyến cắt ngang cắt bát một kích thước nhỏ đậm màu như này chính là tuyến mồ hôi. Tuyến mồ hôi này có thể đổ thẳng trên mặt da, có thể đổ vào chân của những sợi lông. Thế chưa nhỉ? Lớp. Đó là toàn bộ nội dung của bài da. Cấu trúc vi thể bình thường của da và các thành phần phụ thuộc của da. Ở phần này các bạn nào có ý kiến gì không các em? Nếu chúng ta không có ý kiến gì thì sau đây cô Mai giải phẫu bệnh sẽ chia sẻ chúng ta một số các cái tiêu bản nói về một số các bệnh lý gặp ở trên da và các bộ phận phụ thuộc da. Mời cô Mai. À, xin chào cô Huệ, chào tất cả các bạn. Các bạn đã nắm được hôm nay chúng ta học giải phẫu bệnh là có những cơ bản nào chưa?
với những tiêu bản mô học mà các bạn đã vừa học thì hôm nay giải phẫu bệnh chúng ta sẽ học tất cả 4 tiêu bản các bạn nhé. Thứ nhất đấy là u nhú biểu mô vảy lành tính nè. Thứ hai là carcinom tế bào vảy sừng hóa của da. Thứ ba là nốt ruồi lành tính và thứ tư đó là carcinom tế bào đáy nhé. Ở đây chúng ta có cả tiêu bản lành tính và tiêu bản ung thư đúng không ạ? Đầu tiên là chúng ta đi vào u nhú biểu mô vảy lành tính. Thì trong mỗi tiêu bản này cũng giống như mô học thì các bạn cũng có yêu cầu các bạn phải nhận biết được hai cái vấn đề. Một, thứ nhất là cái thành phần ở đầu que chỉ hoặc những thành phần hay là những cái tiêu chuẩn trong những cái tiêu bản đấy là gì, phải không ạ? Nó cũng chính là những cái tiêu chuẩn chẩn đoán nhá. Cái thứ hai là dựa trên những cái thành phần mà các bạn quan sát được trên tiêu bản thì các bạn phải chẩn đoán được hay là nhận biết được cái tiêu bản đấy tên là gì, đúng không ạ? Hay là tên của tiêu bản là gì nhá. Đầu tiên là chúng ta đi vào cái định nghĩa của u nhú biểu mô vảy lành tính, đúng không? U nhú biểu mô vảy lành tính, u nhú biểu mô vảy là một u lành tính, đó là do cái sự khóa sản của biểu mô vảy xung quanh trục liên kết nhá, tạo thành những cái khối lồi lên bề mặt tổ chức, hay đơn giản là chúng ta nhìn thấy nó về đại thể chúng ta sẽ nhìn thấy nó lồi lên bề mặt da ấy nhá. Bạn nào ở đây đã gặp mụn cơm, mụn cóc thì các bạn biết là những cái hình dáng của những cái nốt đấy nó như thế nào, đúng không ạ? Nó lồi lên bề mặt da, đúng không nhá? Và nó chính là cái u nhú biểu mô vảy nhá. Và nguyên nhân được nói đến nhiều nhất trong u nhú biểu mô vảy nó là liên quan đến HPV nhá. HPV chúng ta đã nghe đến nhiều đến HPV rồi đúng không? HPV sinh ra ung thư phải không ạ? Ung thư cổ tử cung phải không? Tuy nhiên thì HPV nó có rất là nhiều tuýp khác nhau, có những tuýp gây lành nhá, có những tuýp gây ra cái tổn thương u lành và có những cái tuýp tổn thương gây ra những cái tổn thương ác tính nhá. Ở đây thì cái tuýp mà gây ra cái u nhú biểu mô vảy, HPV gây ra cái u nhú biểu mô vảy đó là tuýp sinh u lành nhá. Đây là cái hình ảnh đại thể này. Ở đây chúng ta nhìn thấy là đây là những cái nốt, đây là những cái u nhú ở vùng quanh mắt của bệnh nhân này, u nhú ở lưỡi này, và trường hợp này là ở rất là nặng nề khắp cả cơ thể của cái bệnh nhân này, phải không ạ? Tuy nhiên thì những cái này là những cái lành tính nhá, cái tổn thương lành tính. Về vi thể thì các bạn, các tiêu chuẩn trong chẩn đoán cái u nhú biểu mô vảy này thì gồm có các tiêu chuẩn này. Thứ nhất đó là trục liên kết sơ mạch nhé, trục liên kết sơ mạch. Đây cũng là những cái tiêu chuẩn mà yêu cầu các bạn cần phải nhận định được trong cái tiêu bản này. Các bạn ghi lại thông tin nhé, bởi vì đây chính là những cái mà chúng ta sẽ lượng giá này. Thứ nhất đó là trục liên kết sơ mạch, thứ hai đó là lớp tế bào đáy nhé, thứ ba đó là biểu mô vảy quá sản lành tính. Các bạn có thể là ghi lại hoặc có thể là chụp lại màn hình nhé. Lúc này chúng ta đã học phần mô học rồi, chúng ta đã nắm được về cái cấu tạo của biểu mô lát tầng sừng hóa của da rồi đúng không? Thì các bạn đã nắm được là biểu mô lát tầng sừng hóa gồm mấy lớp nào? Biểu mô lát tầng sừng hóa của da gồm mấy lớp các bạn? Nào, bạn Ngọc Oanh nào. Ngọc Oanh bật cam đi. Cô là theo có 5 lớp ạ. Em kể tên nào. Cô là lớp đáy, lớp đáy, lớp sợi, lớp hạt, lớp bóng và lớp sừng ạ. À, lớp đáy, lớp sợi, lớp hạt, lớp bóng và lớp sừng. Sát với màng đáy chính là lớp gì ạ? Lớp tế bào đáy, đây là lớp có chức năng sinh sản. Phía trên đấy, sẽ dần lên phía trên đó là lớp gì? Lớp sợi, lớp hạt, lớp bóng và trên ngoài cùng cái mà chúng ta mà bong đi hàng ngày đấy chính là lớp sừng, đúng không ạ? Trên cùng là lớp sừng. Và lớp sợi, lớp bóng và lớp hạt nhé. Lớp sợi, lớp bóng và lớp hạt thì bây giờ các bạn sẽ phải bắt đầu quen với một thuật ngữ mới, mô học phân ra từng lớp như vậy. Nhưng mà với thuật ngữ, các bạn cũng nên bắt đầu quen với một thuật ngữ mới, đấy là lớp sợi, lớp hạt, lớp sợi, lớp bóng và lớp hạt sẽ có một cái tên chung nữa là tế bào vảy nhé.
hoặc là biểu mô vạch nhé, được không ạ? Chúng ta quen với một thuật ngữ mới và đây sẽ là thuật ngữ mà các bạn sẽ dùng rất nhiều về sau, kể cả lâm sàng ung thư, chúng lâm sàng bệnh học ung thư và các bệnh lý liên quan đến da, chúng ta sẽ dùng cái thuật ngữ đó là biểu mô vẩy hoặc là tế bào vẩy nhé. Thì với lớp tế bào đáy thì hình dáng của lớp tế bào đáy này là các tế bào như thế nào các bạn? Nào Ngọc Oanh nói nốt nào. Đặc điểm của lớp tế bào đáy nào? Nhắc lại nào, thì chúng ta vừa học rồi, bây giờ cũng là một cách chúng ta nhắc lại đúng không? Thưa cô, là tế bào đáy là một lớp tế bào hình vuông hoặc hình trụ ạ. Vị trí nó nằm như thế nào? Thưa cô, là nằm tựa trên màng đáy ạ. À, nằm tựa trên màng đáy phải không ạ? Lớp tế bào đáy thì người ta còn gọi là lớp tế bào sinh sản đúng không? Còn lớp sợi, lớp hạt, lớp bóng phải không ạ? Về đặc điểm hình thái chung của những tế bào này hay còn gọi là tế bào vẩy đấy, là các tế bào có hình gì ạ? Hình đa diện đúng không ạ? Xếp sát với nhau nhá, hình đa diện xếp sát với nhau và hình đa diện xếp liền kề nhau và nhân thì nằm chính giữa tế bào và các tế bào này liên kết với nhau bởi cái gì ạ? Thảo Ngân nào, các tế bào vẩy thì liên kết với nhau bởi cái gì ạ? Hay các tế bào sợi, lớp bóng, lớp hạt thì liên kết với nhau bởi những cái gì ạ? Cầu nối gì ạ, Thảo Ngân nào? Em thưa cô là cầu nối tương bào ạ. À, cầu nối tương bào đúng không nhé? Chúng ta nhớ một cái đặc điểm rất là quan trọng đó là các tế bào vẩy thì liên kết với nhau bởi các cầu nối tương bào nhé. Như vậy nói đến một tế bào vẩy lành tính đúng không ạ? Chúng ta sẽ dùng, các cô nhắc đi nhắc lại, các bạn sẽ phải bắt đầu quen dần với thuật ngữ đó là tế bào vẩy hoặc là biểu mô vẩy đúng không ạ? Các tế bào này đó là gì? Nó đứng thành gì ạ? Xếp sát với nhau, đứng thành từng đám phải không ạ? Đứng thành từng đám. Các tế bào thì có hình đa diện phải không? Nhân nằm chính giữa tế bào và liên kết giữa các tế bào này đó là bởi các cầu nối liên bào hoặc là cầu nối tương bào đấy phải không? Và những cái liên kết này người ta thấy về cái trên khi mà quan sát thì người ta thấy nó có những cái vân sáng hay là cái vân cầu nối hay cái cầu nối hay nó có những cái vân sáng ấy. Và trong miền Nam người ta hay gọi tế bào vẩy là tế bào gai bởi vì chính những cái vân nối bào tương nó trông như những cái tua gai xung quanh các tế bào vẩy nên người ta còn có tên gọi nữa là tế bào, trong miền Nam người ta hay gọi là tế bào gai nhé. Đây chính là biểu mô vẩy đây phải không ạ? Ở đây chính là cái màng đáy và các tế bào, lớp tế bào đáy tựa lên màng đáy và phía trên nó là các biểu mô vẩy và trên cùng nó sẽ, các bạn sẽ thấy nó là một lớp sừng đúng không ạ? Tùy vị trí của cơ thể mà lớp sừng này có thể dày hay mỏng. Còn đây là cái hình thái của biểu mô vẩy đây, phải không? Biểu mô vẩy chúng ta thấy là các tế bào, cái phần bào tương cho thấy đây là cái phần bào tương màu hồng cho thấy tế bào có hình đa diện này. Đây là nhân này phải không ạ? Và cái những cái vạch hay những cái vân sáng xung quanh các tế bào vẩy này chính là các cầu nối tương bào nhé. Đây là những cái đặc điểm để chúng ta nhận ra được đây là biểu mô vẩy lành tính nhé. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái tiêu bản đó là u nhú biểu mô vẩy lành tính. Trên cái hình ảnh này các bạn thấy được đây là những cái nhú người ta cắt ngang các bạn nhé. Các bạn hình dung nó là cái nhú nó đội lồi lên trên bề mặt này, nó lồi lên như cái nhú lồi lên như cái ngón tay này nhé, như cái nhú lồi lên như ngón tay này. Ở chính giữa của nhú là trục liên kết nhé, ở chính giữa là trục liên kết và phát triển phía ngoài cái trục liên kết đấy là sẽ là biểu mô vẩy nhé, biểu mô vẩy. Thì ở đây chúng ta thấy là ở chính đây là trong trường hợp nhú cắt ngang chúng ta sẽ được cái trục liên kết nó tròn như này phải không ạ, tròn khép kín như này đúng không? Thì đây là trục liên kết sơ mạch nhé, bản chất nó gồm các tế bào sơ, các tế bào liên kết và mạch máu nhé, trục liên kết. Bám sát phía ngoài của trục liên kết đó là lớp tế bào đáy, giống như cấu trúc da biểu mô vẩy bình thường ấy nhé. Thì bám bên ngoài trục liên kết đấy là lớp tế bào đáy, là một đến hai hàng tế bào có hình thái giống với tế bào đáy phải không ạ? Hoàn toàn giống với tế bào đáy nhé, và nằm sát với trục liên kết và màu tím sẫm
sẫm màu ấy, thì đấy là lớp tế bào đáy. Tiếp phía ngoài của tế bào đáy đấy chính là các lớp, chính là các chính là cái biểu mô vảy quá sản lành tính nhé. Ở đây thì là biểu mô vảy quá sản lành tính, bởi vì chúng ta sẽ thấy được là cái độ dày của biểu mô vảy này nó gấp 2 đến 3 lần so với biểu mô vảy bình thường nhé. So với biểu mô vảy bình thường, gấp 2 đến 3 lần so với biểu mô vảy bình thường. Và các tế bào này giống với các tế bào vảy lành tính, tức là nó làm sao ạ? Nó đứng thành từng đám này. Một là đứng thành từng đám này, hai có hình đa diện này, ba là nó được liên kết với nhau bởi các cầu nối liên bào này, phải không ạ? Mang hình thái của các tế bào lành tính nhé. Do vậy là cái vùng phía ngoài của lớp tế bào đáy đấy thì chính là lớp biểu mô vảy quá sản lành tính nhé. Đây toàn bộ là các chú các nhú cắt ngang các bạn, đây là nhú cắt ngang. Các bạn hình dung cái nhú nó giống như cái lồi lên, đội lồi lên như cái ngón tay của chúng ta này. Chúng ta cắt ngang này, cắt dọc này, phải không ạ? Trong trường hợp này đây là cục nhú cắt dọc này. Các bạn có nhìn thấy đầu con chuột của cô không nhỉ? Các bạn có nhìn thấy đầu con chuột của cô không? Các bạn bật mic lên đi. Có. Bật mic lên nhé, để cô biết là chúng ta cùng trao đổi đi, để bài học của chúng ta nghe nó sẽ sinh động hơn và các bạn sẽ nhớ được hơn. Khi mà các bạn, cô vừa giảng các bạn vừa nói thì chúng ta sẽ nhớ rất là nhanh nhé. Thì đây chính là cái gì đây ạ? Thành phần nào của nhú? Các bạn đoán thử xem nào. Trục liên kết. À, trục liên kết. Đúng không ạ? Đây là trục liên kết sơ mạch. Bởi vì đây là trong trường hợp nhú này là nhú cắt tí. Chúng ta thấy nó kéo rất là dài. Đúng không? Nhú này là nhú cắt gì ạ? Ok, đúng không? Nhú cắt dọc. Ở đây là trục liên kết sơ mạch. Và chúng ta nhìn thấy được những cái này là những cái gì? Cái này là cái gì đây? Các bạn có nhận ra cái này là cái gì không nào? Có nhận ra cái đầu mũi tên có chuẩn của cô là cái gì không ạ? Mạch máu. Mạch máu. Oh, ok, đúng không? Mạch máu thì đây chứng tỏ là trục liên kết sơ mạch nhá. Và chúng ta thấy là nó nằm ở chính giữa của nhú nên chắc chắn nó sẽ là trục liên kết sơ mạch rồi, đúng không ạ? Và tiếp theo chúng ta thấy bám sát với trục liên kết sơ mạch có những cái hàng tế bào màu tím đen hay thẫm màu hơn này, phải không ạ? Có ở vật kính phóng đại lớn hơn thì chúng ta sẽ nhìn thấy rõ được cái hình thái là hình trụ hoặc là vuông đơn, phải không ạ? Nha. Rồi là nằm vuông góc với màng đáy, đúng không? Thì đây gọi là lớp gì đây các bạn? Lớp gì nhỉ? Lớp tế bào đáy. Ok, lớp tế bào đáy nhá. Chúng ta nhớ là bám sát với cả trục liên kết sơ mạch thì đó là lớp tế bào đáy. Và tiếp theo ở phía ngoài lớp tế bào đáy thì là các tế bào gì? Là cái gì ạ? Biểu mô vảy. À, biểu mô vảy quá sản lành tính, đúng không ạ? Chúng ta thấy nó so với cái lớp đáy chúng ta thấy nó nhạt màu hơn và có xu hướng bắt màu hồng, đúng không? Thì đó chính là biểu mô vảy quá sản lành tính nhá. Ok, nào tiếp nào trả lời. Bây giờ cô không nói tên thành phần nữa mà cô chỉ đến đâu đấy các bạn. Đồng Thanh trả lời cho cô nhá. Đây là gì nào? Đây là gì các bạn? Trả lời nhanh. Ví dụ đầu quay trong trường hợp này, đây giả sử đây là bài kiểm tra mà đầu quay chỉ cô đặt vào đây thì các bạn nhận định cái thành phần này là thành phần gì? Trục liên kết sơ mạch. Ok, trục liên kết sơ mạch nha. Nào tiếp nè, đây là cái gì? Lớp tế bào đáy. Ok, đúng không ạ? Lớp tế bào đáy ở đây các bạn nhìn thấy được là các tế bào có hình trụ này, nằm vuông góc với màng đáy này và nhân nó rất là kiềm tính, đúng không ạ? Nhân rất là kiềm tính nhá. Đây bởi vì là các tế bào này có chức năng sinh sản, phải không ạ? Nên là trong mặt, nên là nó nhân, nó cái nhân nó rất là kiềm, đúng không? Tiếp đến là lớp phía ngoài lớp tế bào đáy thì là cái gì ạ? Biểu mô vảy quá sản lành tính nhá. Còn vì sao nó lành tính thì cô không nói nữa, đúng không ạ? Chúng ta nhìn dựa vào cái đặc điểm hình thái tế bào này, hình thái nhân này, rồi là cái tính chất liên kết của nó để chúng ta xác định nhá. Nào, tiếp đến nào. Đây là gì các bạn? Trả lời thật nhanh. Rất là dễ rồi đúng không? Đây là một cái tiêu bản mà siêu siêu dễ, cô thấy chưa có bạn nào làm sai đâu. Trục liên kết sơ mạch ạ. Ok, trục liên kết sơ mạch. Tiếp nào. Lớp tế bào đáy. Ok, lớp tế bào đáy. Tiếp, vùng này là vùng gì đây?
biểu mô vẩy và xả lưng tính. Ok, như thế này là đã được 1,25 điểm rồi. Đúng không ạ? Chúng ta thuộc một tiêu bản. À, các bạn có 5 tiêu bản cơ. Tôi xin lỗi. Nào, tiếp nhé. Đây là gì đây? Trục liên kết sơ mạch. Sao các bạn biết đây là trục liên kết sơ mạch? Tại vì nó gần lớp tế bào đáy. À, ừ, ok. Một lý do gần lớp tế bào đáy. Còn lý do này gì nữa không em? Có mạch máu. À, chúng ta ở đây thì chúng ta không nhìn rõ mạch máu, nhưng các bạn biết những cái hồng hồng này, những cái gì không? Hồng cầu. Ừ, đây là hồng cầu nhá. Chúng ta ở đây sẽ là gì? Một cái mạch máu, và cái mạch máu này khá là lớn đúng không? Và mạch, nếu chúng ta nhìn thấy cái mạch máu như này, hoặc là nhìn thấy có những cái mạch máu như này thì chắc chắn đây sẽ là gì? Mà lại là tiêu bản u yếu biểu mô vẩy thì chắc chắn đây sẽ là gì? Trục liên kết sơ mạch nhá. Tiếp phía ngoài này nào. Phía ngoài này là gì các bạn? Lớp tế bào đáy. Lớp tế bào đáy. Ok, đây. Biểu mô vẩy của sản lành tính, đúng không? Rất là dễ. Chúng ta nhìn thấy đây là biểu mô vẩy của sản lành tính này. Các tế bào có hình dáng rất là giống nhau, các tế bào rất là đều nhau, giống nhau, đúng không ạ? Ở đây không thấy sự xuất hiện của cái tế bào to nhỏ không đều, không thấy nhân kiểm tính, không thấy nhân quá nhân chia, đúng không ạ? Thì chắc chắn đây có, đây sẽ là gì? Lành tính, đúng không ạ? Và nếu mà chúng ta được quan sát thật đầy đủ và sơ quan sát ở nhiều vật kính thì chúng ta sẽ nhận ra cái đặc điểm này lành tính một cách rõ hơn. Nhưng mà vì đây là tiêu là ảnh nên sẽ không thể hiện được đầy đủ mọi tính chất lành tính nhá. À, cái hình ảnh này bắt đầu đẹp hơn rồi đấy. Nào. Cái gì đấy các bạn? Trục liên kết sơ mạch. Ok, đây. Rất là đẹp luôn. Okay. Nào, chỗ này là cái vùng này là vùng gì các bạn? Đường đến động cách nhìn cố chỉ vào đây. Đây là gì hả bạn? Chí Thanh nào? Chí Thanh. Enoco là biểu mô vẩy quá giản lành tính ạ. Vì sao em biết đây là biểu mô vẩy quá giản lành tính nào? Ở đây em trên cái vùng này em nhìn thấy được những cái gì nào? Em nói cô bởi vì bên cạnh nó là em nhìn thấy trục liên kết sơ mạch được bao quanh bởi lớp tế bào đáy. Thì em nghĩ đây là cái tiêu chuẩn còn lại đúng không? Vâng. Ừ. Thế còn cái gợi ý gì cho em nữa? Em nghĩ đến đây là biểu mô vẩy lành tính nào? Bởi vì em không thấy... Ví dụ là các trường hợp mà mình không nhìn thấy được trục liên kết sơ mạch này, không nhìn thấy được lớp tế bào đáy mà mình chỉ có một cái vùng như này thôi thì mình biết trả lời thế nào? Enoco là bởi vì không thấy tế bào nào nhân chia kiểu nhân chia nó bị nó nhân chia không giống với các tế bào khác ấy. Nào bạn nào còn có ý kiến khác ngoài bạn Chí Thanh không nào? Bạn nào bổ sung cho bạn Chí Thanh nào? Hồng Khanh nào? Bạn Hồng Khanh đâu rồi? Em ạ. Nào các bạn bật... Nào, theo Hồng Khanh, bạn nói, bạn có bảo đây là biểu mô vẩy quá giản lành tính thì em có đồng ý không? Dạ có ạ. Ừ, thế thì ngoài cái lý do là em nhìn thấy được đó là trục liên kết sơ mạch này, lớp tế bào đáy này, thì có những cái thông tin gì khi cho trên cái hình ảnh, trên cái ảnh này, trên cái vùng này các bạn nhìn thấy và bạn nghĩ đây là biểu mô vẩy quá giản lành tính nào? Em yêu cô là em nghĩ là các tế bào có kiểu nhân đều nhau và có hình dạng giống nhau ấy ạ. Ừ, ngoài ra thì còn nhìn thấy gì nữa không? Em có nhìn thấy những cái vân sáng quanh những cái tế bào này không? Có nhìn thấy đầu con chuột cô đang chỉ không? Dạ có ạ. Đấy là các bào tương liên kết ạ. Thể liên kết. Các gì ạ? Cầu nối các gì ạ? Cầu nối bào tương ạ. Cầu nối tương bào đúng không ạ? Cầu nối tương bào cùng... hoặc là cầu nối liên bào phải không ạ? Đây là một cái đặc điểm mà cho chúng ta biết được đây là biểu mô vẩy gì? Lành tính nhá. Biểu mô vẩy lành tính. Nhá. Ok, tiêu bản thứ nhất sẽ xong phải không? Tiêu bản đấy là tiêu bản rất siêu siêu dễ nha. Tiêu bản này cô thấy là gần như không bạn nào sai cả. Cái tiêu bản thứ hai đấy là chúng ta đi vào tiêu bản ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa của da. Các tên tiêu
theo bạn là ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa của da nhé, hoặc là chúng ta có thể viết tắt từ ung thư biểu mô vảy bằng từ carcinoma. Các bạn đã biết viết từ carcinoma chưa? Các bạn có biết viết từ carcinoma không ạ? Carcinoma nó chính là gì? Là ung thư biểu mô vảy nhá. À, ung thư biểu mô nhá. Xin lỗi bạn. Ung thư biểu mô nhá. Hoặc là các bạn có một cách viết, đó là các bạn viết đầy đủ giống như cái tên bài cô đang để này, là ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa của da. Hai là các bạn sẽ viết là carcinoma tế bào vảy sừng hóa của da. Nhá. Hoặc cách thứ ba, các bạn hay dùng từ ung thư, nó là ca đúng không? Ung thư các bạn hay dùng là ca đúng không? So, nếu mà các bạn dùng ca thì các bạn phải là ca biểu mô tế bào vảy sừng hóa của da nhá. Phải viết đúng và đủ như vậy thì các bạn mới được điểm tối đa nhá. Còn không đầy đủ như vậy là các bạn sẽ không được điểm tối đa. Và thứ hai nữa đó là khi đã nói đến ung thư, nó là đây là bệnh lành tính hay ác tính? Ác tính. Ác tính đúng không ạ? Và có rất nhiều bạn chẩn đoán cái tên tiêu bản cho cô, đó là ung thư biểu mô tế bào vảy sừng hóa của da ác tính. Nào, như vậy thì thông như cái tên của bạn ấy có chính xác không ạ? Không. Không đúng không nhá? Chúng ta nhớ ung thư đã là ác tính rồi mà chúng ta lặp lại thêm một ác tính nữa thì làm sao? Là thừa đúng không ạ? Thừa nhưng mà không phải là thừa hơn thiếu đâu nhá, mà thừa này là thừa sai nhá các bạn nhá. Các bạn nhớ là ung thư đã là ác tính rồi nên chúng ta không bao giờ được ghi thêm từ ác tính bên cạnh cái từ ung thư nữa, được chưa? Về tên mục tiêu thì các bạn cũng yêu cầu các bạn nhận biết được các thành phần trên tiêu bản, và thứ hai là các bạn nhận biết được tên tiêu bản nhá. Thì với cái ung thư biểu mô vảy này thì các bạn đã học rồi đúng không? Đã học lý thuyết rồi. Thì về lâm sàng thì các bạn thấy là ung thư biểu mô vảy khi mà ở cái giai đoạn xâm nhập ấy, cái giai đoạn tại chỗ thì thường là rất là khó phát hiện sớm. Để phát hiện sớm cái ung thư biểu mô vảy ở cái giai đoạn tại chỗ thì rất là khó, bởi vì chúng ta rất là dễ nhầm với những bệnh da liễu. Trên biểu hiện trên lâm sàng của nó chỉ là một cái nốt, cái rát đỏ thôi. Biểu hiện của nó rất là một cái rát đỏ ở cái giai đoạn tại chỗ ấy. Nên là rất là khó chẩn đoán ở giai đoạn tại chỗ, rất là ít người chẩn đoán được giai đoạn tại chỗ. Nhưng mà thường là để đến giai đoạn xâm nhập, khi nó trường hợp nó tạo ra những cái loét xùi như thế này thì bắt đầu người ta mới xác định, mới gọi là cái tỷ lệ chẩn đoán nó mới cao. Còn cái giai đoạn tại chỗ thì thường rất là khó chẩn đoán nhá. Và cái vị trí của cái carcinoma tế bào vảy này thường là ở những cái vùng mà chúng ta tiếp xúc với cả cái gì ạ? Trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Trong cái tia cực tím gồm có tia UVA và UVB ấy, thì cái tia UVA là cái tia mà gây ra ung thư da nhiều nhất nhá. Do vậy là không phải riêng bạn nữ, các bạn nữ mới che chắn đâu, mà các bạn nam đi ra đường, nhất là giữa vào cái thời điểm nắng nóng ấy, thì các bạn nên là che chắn vào, bởi vì là chính vì cái sự chủ quan đấy mà ung thư da thường hay gặp ở nam nhiều hơn nữ, là lý do như vậy nhá. Về vi thể trong cái tiêu bản ung thư biểu mô vảy này thì các bạn sẽ có 5 cái tiêu chuẩn. Các bạn ghi lại cho cô này. Thứ nhất đó là biểu mô vảy ác tính xâm nhập. Cái thứ hai đấy là biểu mô vảy ác tính hoại tử. Thứ ba là cầu sừng. Thứ tư là mô đệm tăng sinh sơ. Và thứ năm đấy là mô đệm xâm nhập tế bào viêm mạn tính nhá, hoặc là viêm mạn đều được. Được chưa? Chúng ta chuyển tiếp nhé.
Về cái cấu trúc của da thì vừa rồi cô không nói, cô không đã nói rồi. Thì với cái ung thư biểu mô vẩy này là ung thư cũng phát sinh từ lớp đáy, ung thư có phát sinh từ lớp đáy này, có nguồn gốc phát sinh từ lớp đáy này, và nó biệt hóa theo hướng biểu mô vẩy. Do vậy là nó trong quá trình biến đổi ác tính thì nó biệt hóa theo hướng biểu mô vẩy, do vậy nó đã sinh ra ung thư biểu mô vẩy nhá. Cô nói như vậy bởi vì là tí nữa chúng ta sẽ học một tiêu bản, đó là carcinom tế bào đáy, nó cũng phát sinh từ biểu mô, từ các tế bào đáy này, nhưng biệt hóa theo hướng tế bào đáy nhá. Còn trong trường hợp này là phát sinh từ lớp tế bào đáy này, lớp tế bào đáy là lớp tế bào sinh sản đúng không ạ, và các tế bào khi mà tăng sinh bất thường ấy, khi mà sinh hũ ấy, trong quá trình sinh sản ấy, nó có những cái rối loạn nhất định liên quan đến gen rồi đến một số yếu tố khác, nó sinh u, nhưng mà cái u này nó biệt hóa theo hướng biểu mô vẩy, biểu mô vẩy, do đó nó hình thành nên ung thư biểu mô vẩy nhá. Bình thường thì cái biểu mô vẩy các bạn nhìn thấy nó, vị trí của nó nằm ở phía trên màng đáy đúng không ạ, toàn bộ đây là phần biểu mô vẩy đúng không, nó nằm phía trên màng đáy, và cái màng đáy này chính là cái phần ngăn cách giữa gì ạ, biểu mô và mô đệm đúng không, mô đệm nhá. Còn trong ung thư biểu mô vẩy nhá, trong ung thư biểu mô vẩy sừng hóa của da thì các bạn, thì lúc này các tế bào u nó là các tế bào biến đổi ác tính, và những cái tế bào ác tính thì lúc này nó không còn nằm trên màng đáy nữa, mà nó phá vỡ màng đáy, xâm nhập xuống dưới cái mô đệm sơ, mô đệm phía dưới nhá, mô đệm phía dưới, mô đệm sơ, và tạo thành những cái ổ hoặc là những cái đám biểu mô vẩy ác tính xâm nhập nhá. Và ở đây các bạn thấy đây chính là những cái đám biểu mô vẩy ác tính xâm nhập nhá. Ở đây chúng ta thấy được ở cái vật kính này chúng ta không nhìn rõ được hình thái tế bào. Tuy nhiên nếu mà có độ phóng đại cao hơn, chúng ta quan sát được hình thái tế bào thì đây là sẽ là những cái tế bào ác tính. Các bạn sẽ thấy là nhân to nhỏ không đều này, kiềm tính này nhá. Rồi là tỷ lệ nhân trên bào tương tăng, và chúng ta còn có thể thấy được nhân quá, nhân chia. Nhưng ở đây là vật kính nhỏ, chúng ta sẽ nhìn được cái cấu trúc, mới quan sát được cấu trúc mô u thôi nhá. Thì ở đây là những cái đám biểu mô vẩy ác tính xâm nhập. Vì sao cô nói là xâm nhập? Bởi vì lúc này nó không còn nằm trên cái lớp màng đáy nữa, mà nó xâm nhập vào cái vùng này là vùng gì ạ? Mô đệm đúng không? Mô đệm hay mô sơ đúng không? Nhá. Và những cái đám này khi mà cô đặt đầu quay chỉ vào thì các bạn nhận định đây là biểu mô vẩy gì ạ? Ác tính xâm nhập nhá. Đây cũng vậy, tương tự thì đây cũng sẽ là những cái đám biểu mô vẩy ác tính xâm nhập nhá. Biểu mô vẩy ác tính xâm nhập. Còn cái tiêu chuẩn thứ hai lúc nãy cô vừa nói với các bạn, đó là biểu mô vẩy ác tính hoại tử đúng không ạ? Hoại tử tính là chính là cái hiện tượng chết tế bào nhá. Và các bạn khi mà trên tiêu bản các bạn thấy những cái đám biểu mô vẩy ác tính hoại tử, thường là các bạn sẽ tìm thấy nó nằm ở giữa của mô u nhá, nằm thường là nó nằm ở giữa mô u nhá. Và các bạn nhìn thấy đặc điểm của nó sẽ là những cái đám vụn nhá, vụn. Nó là cái sự tan rã của nhân và bào tương, nên các bạn sẽ nhìn thấy những cái đám vụn mịn như thế này, phải không ạ? Hoặc rồi các bạn sẽ thấy lấm chấm những nhân và bào tương nhá. Tức là các lúc này các bạn sẽ không nhìn thấy được cái hình thái tế bào nữa, mà chủ yếu là nhìn thấy những cái đám hỗn độn vụn nhá. Thì đây chính là biểu mô vẩy ác tính hoại tử nhá. Còn cái hình ảnh thứ ba các bạn nhìn thấy được trong carcinom vẩy, đấy là hình ảnh cầu sừng nhá. Đây là cái hình ảnh cầu sừng đây. Bản chất của cầu sừng này là nó sinh ra các tế bào vẩy. Khi mà các tế bào vẩy khi mà ung thư ấy, các tế bào vẩy nó xâm nhập xuống mô đệm, thì trong quá, đây là biểu mô vẩy sừng hóa nên nó vẫn có quá trình nó là sinh sản và biệt hóa sừng. Nhưng cái lớp sừng này nó không tăng sinh, nó không đẩy ra được trên bề mặt da đúng không ạ? Bình thường da của chúng ta cái lớp lớp sừng nó sẽ nằm ở trên bề mặt, và khi chúng ta kỳ cọ hoặc chúng ta tắm thì cái lớp sừng này nó sẽ bong ni đúng không? Nhưng trong ung thư biểu mô vẩy thì cái lớp sừng này nó làm sao ạ? Nó tăng, nó cũng sinh sản nhưng lúc này nó không được thoát ra ngoài, và nó lại làm sao? Vùi sâu vào trong cái lớp mô đệm và nó cuộn. Cái lớp sừng này các lá sừng này nó sẽ cuộn lại với nhau nhé. Các bạn nhìn nó cuộn lại với nhau tạo thành những cái khối đồng tâm như này, phải không ạ? Bắt màu hồng, và thỉnh thoảng các bạn sẽ nhìn thấy nhân rất là nhỏ dẹp nhé,
giống như khi mà cắt qua các bạn nhìn thấy nó cuộn lại đồng tâm như những cái củ hành như này, thì đây là hình ảnh cầu sừng nhé, cầu sừng. Đây cũng vậy, đây là hình ảnh gì đấy các bạn? Hình ảnh gì nhỉ? Nào? Cầu sừng. Ok, hình ảnh cầu sừng nhé. Rồi cái tiêu chuẩn thứ tư của các bạn đó là mô đệm tăng sinh sơ nhé. Trong ung thư khi mà có sự xâm nhập của các tế bào ác tính, phải không ạ? Cơ thể chúng ta luôn luôn sinh ra những cái đáp ứng miễn dịch để chống lại cái tác nhân gây bệnh, phải không ạ? Tác nhân gây bệnh đây là ung thư, đó là phản thể hiện ở hai cái phản ứng, đó là hai cái đáp ứng đấy. Cái thứ nhất đó là tăng sinh sơ, cái thứ hai đó là xâm nhập viêm mạn tính. Thì ở đây các bạn thấy là quanh những cái đám tế bào ác tính thì các bạn thấy là tăng sinh rất nhiều những tế bào sơ nhá, tăng sinh rất nhiều những cái tế bào sơ, phải không ạ? Đây trong trường hợp này, ví dụ như trường hợp này các bạn thấy là tăng sinh rất nhiều những cái tế bào sơ quanh những cái đám tế bào u, phải không ạ? Thì khi mà chỉ vào những cái tế bào sơ như này, các bạn nhận định đây sẽ là mô đệm gì? Tăng sinh sơ, phải không? Còn trong trường hợp mà như này, trong trường hợp mà chúng ta thấy được là mô đệm tăng xâm nhập các tế bào viêm mạn tính, thì các tế bào viêm mạn tính nó là gì ạ? Tế bào viêm mạn tính nó là có những loại tế bào viêm mạn tính nào nào? Viêm mạn tính là có tế bào nào? Lympho và tương bào, đúng không ạ? Thì trong cái khi mà có cái đáp ứng, khi mà có cái xâm nhập cơ thể, chúng ta sẽ sinh ra cái đáp ứng đó là tăng sinh những tế bào viêm mạn tính, lympho, tương bào. Do vậy mà khi chỉ vào những cái tế bào lympho hoặc tương bào nằm trong mô đệm nhé, thì các bạn sẽ nhận định đấy là gì ạ? Mô đệm xâm nhập các tế bào viêm mạn tính, đúng không? Nào, bây giờ chúng ta biết được cái tiêu chuẩn đó là lympho và tương bào, sẽ là chỉ vào lympho và tương bào thì sẽ là mô đệm xâm nhập tế bào viêm mạn tính. Vậy bây giờ một bạn nhắc cho cô xem là lympho và tương bào thì hình dáng nó như thế nào nào? À, Thanh Tùng nè. Em nói cô là lympho thì là tế bào nhỏ có nhân nằm nhân tối màu à, đủ chưa? Nhân lớn. Nhân thì so với như thế nào với bào tương này em? Nhân gần như là to bằng bào tương. Nhân chiếm choán hết chỗ của gì ạ? Bào tương, đúng không ạ? Lympho là những tế bào tròn nhỏ, nhân thì kiềm tính hoặc là thẫm sẫm màu, đúng không ạ? Kích thước thì nhân thì choán hết kích thước của bào tương, đúng không? Còn tương bào? Tương bào thì nó là một tế bào không có hình gì nào nhỉ? Có hình gì nhỉ? Có hình tròn ở bậc, có hình bầu dục. Ừ, ok. Nhân, vị trí của nhân thì như thế nào so với bào tương? Nằm lệch về một phía. Ok, đúng không ạ? Đấy là những cái mà cơ bản mà chúng ta có thể nhận ra được, đúng không ạ? Nhá. Nào, vừa rồi thì cô đã nói rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ nhận định thật nhanh nhá. Nào, các bạn, đám này là đám gì ạ? Đám gì đây các bạn? Nào Thanh Tùng trả lời đi, ở cô cộng điểm nào. Thanh Tùng trả lời đi, cô cộng điểm cho bài trong quá lượng giá quá trình nào. Đây là đám mô đệm xâm nhập tế bào viêm mạn. Đây. Ở đâu đó? Đây, có nhìn thấy đầu con chuột của cô không? Có. Ừ, đây là đám gì em? Tiêu chuẩn nếu như trong cái thành phần thì các bạn đầu quay chỉ của cô mà chỉ vào đây thì các bạn nhận định đây là thành phần gì nào? Đầu que chỉ vào đây à? Ừ, nhìn thấy con chuột không? Mở quá bộ. Ừ, nó phải bị mất rồi. Nào, đầu que chỉ, đầu con chuột nó là gì?
các chuột là nhanh nào. Xâm nhập à? Ok, biểu mô vẩy ác tính xâm nhập. Nào, bạn có thể giải thích lý do vì sao bạn bảo đây là biểu mô vẩy ác tính xâm nhập không nào? Thể hiện ác tính ở đâu và xâm nhập ở chỗ nào à? Em nói là ác tính là nó nhân lớn, nó chiếm gần hết đi. Trong cái đám này các bạn nhìn vào những cái đám này để mô tả đặc điểm tế bào nó ra làm sao mà chúng ta lại bảo đây là ác tính ạ? À? Tùng trả lời được không? Vì nó không có còn nối là tương. Vì phân chia nhiều nhân chia không phân chia không đều. Ở đây nhá, thì chúng ta thấy là nó cũng các tế bào nó cũng đứng thành từng đám và các bạn nhìn thấy được là hình thái nó cũng có hình đa diện đúng không ạ? Nhưng mà các bạn thấy là các tế bào này nó có đều nhau không? Có đều nhau không? Đây này có nhân này rất là lớn này, các tế bào này có nhân rất nhân tế bào này các bạn thấy có nhân rất là lớn này, có nhân thì rất là bé đúng không ạ? Rồi là nhân có vùng thì rất là kiềm tính này, phải không ạ? Chất nhiễm sắc ở đây chúng ta quan sát được thấy nó là nó hình thành chất nhiễm sắc là phân bố không đều đúng không ạ? Nhá. Thì đây là hình dáng của các tế bào gì? Ác tính. Rồi cái thứ hai nữa là cái vị trí của các tế bào này nó nằm ở đâu? Có nằm trên màng đáy nữa không hay vị trí nó nằm ở đâu? Nằm ở vị trí này là nằm ở đâu? Thì chúng ta nhìn thấy rất là nhiều sơ này. Chứng tỏ đây là nằm ở đâu ạ? Đám tế bào mô đệm. À, nó nằm trong mô đệm, đúng không? Các đám tế bào này nó nằm trong mô đệm. Thì cùng tính tế bào ác tính này, một là chúng ta thấy là đám này đặc điểm này là các tế bào này tế bào ác tính này, phải không ạ? Vị trí nó lại nằm trong mô đệm này, phải không? Thì chứng tỏ những cái đám này sẽ là cái đám biểu mô vẩy ác tính gì? Xâm nhập nhá. Nào, cái này là cái gì nào? Cầu sừng. Ok, cầu sừng. Nào, đây. Mô đệm tăng sinh sơ. Ok, mô đệm tăng sinh sơ. Nào, đây. Đâu ạ? Góc trên bên phải, góc trên bên phải. Góc trên bên phải là mô đệm xâm nhập cái bào viêm mạn. Ok, cảm ơn Thanh Tùng. Thì đấy là tiêu bản carcinom phải sừng hóa của da nhé. Các bạn nhớ được 5 cái thành phần này nhé. Tiêu bản thứ 3 của chúng ta là tiêu bản nốt ruồi lành tính, phải không? Đây là cái mà chắc chắn là bạn nào cũng có đây này. Cô dám chắc là bạn nào cũng có đúng không? Chả có bạn nào không có cả nhé. Về mục tiêu của bài học, cái tiêu bản này thì các bạn cũng, thứ nhất là các bạn cũng chỉ được các thành phần trong mỗi tiêu bản này. Cái thứ hai là nhận biết được tên tiêu bản này. Đây là cái hình ảnh đại thể của nốt ruồi, màu sắc của chúng, vì màu sắc của nốt ruồi này chúng ta thấy là sẫm màu hơn so với cái gì? Bề mặt da bình thường đúng không ạ? Nó là do cái hiện tượng gì? Tăng sắc tố của da đúng không ạ? Về vi thể này, yêu cầu các bạn trong tiêu bản này các bạn nhận định được hai cái thành phần. Thứ nhất, đấy là tế bào hắc tố lành tính. Thứ hai, đó là biểu mô vẩy lành tính. Các bạn ghi vào nhé. Các bạn ghi được chưa? Thì với nốt ruồi lành tính thì nguồn gốc của nốt ruồi lành tính nó là xuất phát từ các tế bào hắc tố bào nhé. Hắc tố bào. Hay là chúng ta còn có một cái tên nó là melanocyte nhá, tế bào hắc tố nhá, tế bào hắc tố hay còn gọi là tế bào melanocyte nhá. Vị trí của những tế bào hắc tố này nó nằm ở lớp đáy, đây chính là lớp, đây là vùng biểu mô vẩy đây. Và đây chính là lớp đáy này, lớp đáy này.
Và các tế bào hắc tố này nó nằm ở lớp đáy của da, đúng không? Nằm ở lớp đáy của da nhá. Và đặc và hình thái của những cái tế bào này là tế bào có hình đa diện, nhân tròn nằm chính giữa tế bào, và bào tương thì sáng nhá, bào tương thì sáng. Và đôi khi trong bào tương nó có thể có những hạt sắc tố nhá, tế bào hắc tố, và trong bào tương thì chứa sắc tố, đấy là chính là cái gì ạ, là melanin tạo nên cái màu sắc của da đấy nhá. Đây chính là tế bào hắc tố, và cái màu nâu mà các bạn đang nhìn thấy người ta gọi là sắc tố nhá, được không? Hiểu những cái thuật ngữ này chưa ạ? Nhá, tế bào hắc tố nhá sản xuất ra sắc tố của da, được không? Nhá, hình thái của những vị trí bình thường của các tế bào này nó là nằm ở lớp đáy của da nhá, nằm ở lớp đáy nhá. Và trong nốt ruồi lành tính thì sẽ có cái hiện tượng đó là quá sản những tế bào hắc tố này nhá. Quá sản những tế bào hắc tố này, và khi quá sản thì đặc tính nó thường là đứng thành từng đám như này. Tạo thành từng đám, các bạn sẽ thấy là những cái tế bào hắc tố nó thường đứng tập trung thành từng đám như này nhá. Và nó cũng mang đặc điểm của các tế bào hắc tố bình thường, đó là có tế bào có hình đa diện này, nhân tròn nằm chính giữa tế bào này, rồi là bào tương thì sáng rộng, và trong bào tương thì có thể trong bào tương có chứa sắc tố nhá, có chứa sắc tố màu nâu đây, đúng không ạ? Còn cái đây cũng là đám tế bào hắc tố đây, đám này cũng gọi là đám tế bào hắc tố. Trong trường hợp này các bạn thấy là có một số tế bào ở đây thì không có chứa sắc tố, phải không ạ? Tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng thấy được nó có cái sắc tố trong bào tương, đúng không ạ? Nhé. Càng xuống sâu thì các bạn sẽ thấy là càng xuống lớp sâu của da thì những cái tế bào thì cái hiện tượng quá sản của những tế bào hắc tố này nó có sự thay đổi một chút, đó là các tế bào này vẫn là các tế bào lành tính, nhưng vẫn là các tế bào quá sản lành tính, nhưng bạn sẽ thấy đó là các tế bào này nhỏ dần nhé. Càng xuống lớp sâu của da thì các tế bào hắc tố nó sẽ nhỏ dần nhé, và thường là sẽ không có những sắc tố trong bào tương nữa. Tuy nhiên là các tế bào này vẫn có hình đa diện này, nhân tròn nằm chính giữa tế bào này, bào tương thì sáng này, và nó đứng tập trung thành từng đám như này nhé. Đây chính cũng vẫn là những cái đám tế bào hắc tố nhé, đám tế bào hắc tố lành tính. Đây là đám tế bào hắc tố lành tính nhé. Chúng ta nhận định đây là tế bào hắc tố lành tính. Trong trường hợp này thì rất là dễ, đúng không ạ? Chúng ta nhìn được những cái sắc tố màu nâu này, nên là chúng ta rất là dễ dàng để nhận ra được đây là tế bào hắc tố, đúng không nhé? Khi mà đầu quay chỉ vào đây, các bạn nhận định đây là tế bào hắc tố lành tính này. Trong trường hợp này với cái hình ảnh này thì các bạn, số 1 là gì và số 2 là gì nào? Hoàng Thị Thùy Dương nè, cô đã cung cấp thông tin để cho các bạn nắm được bài rồi. Thì bây giờ theo các bạn, số 1 là gì và số 2 là gì nè? Thùy Dương nè. Dạ, em thưa cô là số 1 là tế bào hắc tố lành tính ạ. Số 1 là gì em? Số 2 là biểu mô phẩy. Số 1, nhìn kỹ lại số 1 và số 2 nào. Em cho cô là số 1 là tế bào hắc tố lành tính. Số 1 em nhìn thật kỹ đấy, số 1 đây đúng không? Chúng ta nhìn thấy đây là cái vùng gì đây ạ? Số 1 phải là biểu mô phẩy lành tính chứ, đúng không? Nhá, đây là vùng da này, bề mặt da đây, lớp sừng đây đúng không? Nào, còn như vậy thì số 2 sẽ là gì? Số 2 là tế bào hắc tố lành tính ạ. Ok, đúng không ạ? Trên hình ảnh này đã chú thích rất là rõ ràng rồi, đúng không? Ok nhá, như vậy thì tiêu bản này các bạn sẽ có hai cái thành phần, đó là tế bào hắc tố lành tính và biểu mô vẩy lành tính nhá. Biểu mô vẩy lành tính thì cô không nói với các bạn thêm nữa, bởi vì là phần mô học bạn học rồi, và tiêu bản phía trước cô cũng đã nói rồi, đúng không? Đúng, chúng ta chuyển sang tiêu bản cuối cùng, đó là tiêu bản carcinoma tế bào đáy nhá.
Thì trong cái tiêu bản này yêu cầu cũng các bạn cũng nhận định được các thành phần này, rồi là nhận biết được tên tiêu bản này. Thì về cái đại thể của carcinom tế bào đáy này thì đây là một cái u, đây cũng là một cái u ác tính của da nhé, đây cũng là một cái u ác tính của da. Tuy nhiên so với cái carcinom tế bào vẩy thì đây là một cái u có tiên lượng tốt hơn, chủ yếu là nó xâm nhập, chủ yếu là nó phát triển tại chỗ, ít khi xâm lấn và di căn nhé. Đây là một cái u carcinom tế bào đáy là một cái u có tiên lượng khá là tốt nhé. Và cái carcinom tế bào đáy này nó cũng giống như với carcinom tế bào vảy ấy, thì nó cũng thường là liên quan đến những cái nó thường xảy ra những cái vị trí mà chúng ta thường là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhé, ví dụ như vùng đầu, mặt, cổ nhé, là những cái vị trí mà rất là hay xảy ra carcinom tế bào đáy. Và cũng là, thường là cho thấy là cái tần suất ở nam giới gặp nhiều hơn là nữ giới đấy. Về vi thể thì các bạn có ba cái tiêu chuẩn này. Thứ nhất đó là tế bào đáy ác tính xâm nhập. Thứ hai đó là mô đệm xâm nhập tế bào viêm mãn tính. Và thứ ba đó là mô đệm tăng sinh sơ. Hai cái tiêu chuẩn phía sau thì dễ rồi đúng không? Nhá. Cũng tương tự giống như trong carcinom tế bào vảy thôi. Đúng không ạ? Chúng ta chỉ có cái tiêu chuẩn đầu tiên là chúng ta phải học trong cái tiêu bản này. Các bạn ghi được chưa? Tế bào đáy ác tính xâm nhập này, mô đệm xâm nhập tế bào viêm mãn tính này và mô đệm tăng sinh sơ. Thì với carcinom tế bào đáy thì bản chất nó xuất phát từ các từ lớp tế bào có khả năng sinh sản, đó là tế bào đáy của da, nhưng lúc này nó biệt hóa theo hướng dạng tế bào đáy, hình thành nên gọi là ung thư, hình thành nên một loại ung thư gọi tên là ung thư tế bào đáy. Và hình dáng của những cái tế bào ung thư này gợi lại cái hình ảnh của tế bào đáy nhá. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy đây là vùng biểu mô vảy lành tính này, đúng không? Biểu mô vảy lành tính, nhưng lúc này còn phía dưới này chúng ta nhìn thấy những cái đám mà nó phá vỡ cái mô đệm xâm nhập, phá vỡ cái màng đáy xâm nhập xuống mô đệm này. Thì đây là những cái đám tế bào ác tính rồi, phải không ạ? Phá vỡ màng đáy mà xâm nhập xuống mô đệm này thì chắc chắn đây là những cái đám tế bào bất thường và có khả năng là ác tính, phải không ạ? Còn về cái hình thái tế bào trong cái carcinom tế bào đáy thì các bạn nhìn thấy được trong cái u này. Cái thứ nhất đó là các bạn thấy là mật độ tế bào u ở đây rất là cao, sắp xếp thành từng đám. Và thứ hai là mật độ tế bào rất là cao, đúng không? Rồi về cái đặc điểm hình thái tế bào thì các bạn nhìn thấy là hình thái nhân, hình thái tế bào, các tế bào này xếp rất là sát nhau, đúng không? Nhân thì rất là lớn, bào tương thì hẹp, phải không ạ? Rồi cái thứ ba nữa đó là trong cái những cái đám này chúng ta nhìn thấy là những cái tế bào đáy ở vùng rìa ngoài này hay là vùng ngoại vi này, chúng ta thấy nó sắp xếp song song với nhau, đúng không ạ? Nó các tế bào đáy ở ngoại vi này nó đứng song song với nhau này, tạo nên một cái vành đai hay một cái rìa ngoài nhé, hay là người chúng ta hay gọi là sắp xếp dạng hình bờ rào đấy, cái hàng rào đấy nhé. Thì đây là hình ảnh của carcinom tế bào đáy nhé. Chúng ta hoàn toàn khác với carcinom tế bào vảy các bạn nhé. Carcinom tế bào vảy nó gợi lại của biểu mô vảy, do vậy là các tế bào vảy ung thư, các tế bào vảy ác tính nó vẫn có hình đa diện, đúng không ạ? Vẫn thấy được bào tương, đúng không? Còn với carcinom tế bào đáy thì các tế bào đáy ác tính này nó gợi lại cái hình ảnh của tế bào đáy ác tính này nó gợi lại cái hình ảnh của tế bào đáy bình thường, đó là các nhân rất là kiềm tính, phải không ạ? Nhân lớn, kiềm tính và bào tương thì rất là hẹp nhá, rất là hẹp. Và cũng đứng thành từng đám. Và thêm một cái đặc điểm đặc trưng nữa là tế bào ở vùng ngoại vi làm sao ạ? Đứng sắp xếp song song với nhau tạo nên hình hàng rào, chúng ta hay gọi là hàng rào, hàng rậu đấy nhá. Thì đây là những đám, hay là đây là khi mà đầu quay chỉ vào đây các bạn nhận định đây là tế bào đáy ác tính xâm nhập nhá. Toàn bộ đây là các bạn vùng số 1 này, các bạn đang nhìn thấy đây là toàn bộ nó là các tế bào đáy ác tính xâm nhập nhá. Còn cái những cái đen đen này đó là những cái hắc tố thôi nhá. Trong tế bào đáy thì các bạn biết là lúc nãy vừa nói rồi, nó cũng có những cái tế bào hắc tố ở trong đấy, nên là
việc đó là khi mà phát sinh u thì nó cũng vẫn có hiện tượng sinh ra những cái sắc tố ra đó, nên là các bạn nhìn thấy hắc tố trong sắc tố trong cái carcinoma tế bào đáy nó là hoàn toàn bình thường nhá. Đây chính là những cái đám tế bào đáy này, đám tế bào đáy ác tính này nhá. Đầu quay chỉ vào đây thì chính là các tế bào đáy ác tính xâm nhập, đúng không ạ? Còn cái vùng nâu đen này nó là cái gì? Là cái tế bào, là những cái sắc tố melanin nhá. À, đây là gì các bạn? Nào? Tế bào đáy ác tính xâm nhập. À, tế bào đáy ác tính xâm nhập nhá, và tiêu bản là tiêu bản carcinoma tế bào đáy. Thì như vậy thì đấy là bốn tiêu bản của trong cái phần giải phẫu bệnh da cơ xương nhá. Thì các bạn hai tiêu bản u nhú và nốt ruồi thì không có vấn đề gì cả, nhưng có thể là các bạn sẽ, cô nghĩ là sẽ có các bạn sẽ bị nhầm một chút giữa carcinoma vảy và carcinoma đáy, đúng không ạ? Các bạn nhớ cho cô đó là nguồn gốc, cái tên của nó chính là nguồn gốc sinh u của nó đấy nhá. Carcinoma vảy thì xuất phát đó là tế bào vảy, phải không ạ? Carcinoma đáy nó xuất phát từ tế bào đáy, do vậy là cái hình dáng của nó sẽ mang cái hình dáng của những cái tế bào gốc, phải không? Và cái thứ hai nữa là với trong carcinoma vảy thì các bạn sẽ thấy là có cái hiện tượng hoại tử và sinh sừng, hình ảnh cầu sừng ấy rất là rõ ràng, đúng không ạ? Nhưng trong carcinoma tế bào đáy thì các bạn sẽ gần như các bạn sẽ không thấy, cái rất là ít khi gặp hiện tượng hoại tử cũng như là hiện tượng tạo những cái hình ảnh cầu sừng trong carcinoma tế bào đáy nhá. Rồi ngoài ra nữa, nếu mà chúng ta quan sát được thêm sâu hơn một chút thì trong carcinoma tế bào đáy thì các bạn sẽ rất là ít khi gặp hình ảnh nhân chia nhá. Vảy thì rất là nhiều hay gặp nhân chia, nhưng carcinoma tế bào đáy thì rất ít khi gặp nhân chia. Cái đấy là để chúng ta học sâu hơn thì chúng ta tìm hiểu thêm sau nhá. Thì đấy là những cái đặc điểm chính để chúng ta phân biệt giữa carcinoma tế bào vảy và carcinoma tế bào đáy nhá. Như vậy thì đấy là cô đã giới thiệu xong với các bạn bốn cái tiêu bản này. Bây giờ các bạn sẽ tự học nhá. Lớp trưởng sẽ inbox cho cô để cô gửi cho các bạn cái file ảnh nhá. Inbox ngay cho cô để cô gửi cho các bạn cái file ảnh, và các bạn sẽ ngoài cái bài giảng này các bạn sẽ xem lại này, hay là các bạn sẽ xem những cái ảnh mà các cô chụp từ bộ tiêu bản lượng giá nhé. Từ những cái tiêu bản mà các bạn sẽ lượng giá, các bạn sẽ thực hành, các bạn sẽ lượng giá và các bạn sẽ quan sát thật kỹ những cái tiêu bản đấy, được không? Lớp trưởng bạn nào nhỉ? Em ạ. Ừ, Hiếu à, nhá. Hiếu sẽ tin qua đâu à? Hả? Nhắn tin cho cô qua đâu à? Ừ, qua Messenger nhá, cô là cô Mai nhá, cô Ngọc Mai. Mai bạn tìm có thể là kết nối trong cái phần thành viên của nhóm ấy,